Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp tiếp tục là chủ trương được chính phủ đẩy mạnh thực hiện. Ngay từ đầu năm, nghị quyết số 13 của chính phủ đã được ban hành để thúc đẩy quá trình này. Sức nóng không chỉ ở chính phủ mà nhiều địa phương đã chủ động hơn trong giảm phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì quá trình cắt giảm phí cho doanh nghiệp vẫn còn rất gian nan, nhiều khoản phí quá sức đang là nỗi ám ảnh của doanh nghiệp. Cắt giảm chi phí còn những gian nan nào và nỗ lực cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp tiếp tục được chính phủ đẩy mạnh ra sao? Cần những giải pháp nào để sức nóng giảm phí cho doanh nghiệp liên tục được lan tỏa? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau hội nghị với doanh nghiệp tháng 5 năm 2017, chính phủ đã chọn chủ đề của năm 2017 là giảm chi phí cho doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị năm 2018 tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề giảm chi phí để tác động sẽ rõ nét hơn và phát huy các kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã triển khai trong năm 2017. Tại nghị quyết số 1 NQCB ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chính phủ tiếp tục đề ra các nhiệm vụ như cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp, cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường. Vâng, thưa quý vị, chi phí chính thức cao cùng với chi phí bất hợp lý vẫn là vấn đề nhức nhối, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Với những chủ trương chỉ đạo quyết liệt từ phía chính phủ, đã có chuyển động khá tích cực trong công tác này từ phía bộ ngành và địa phương, ghi nhận ngay sau đây của phóng viên kênh truyền hình VTV. Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, hoạt động của doanh nghiệp dệt may này đã có kết quả kinh doanh ấn tượng. Theo đó thì ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, việc hỗ trợ từ các cấp ban ngành, đặc biệt là thành phố Hà Nội đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cái chính sách của nhà nước đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất là lớn. Trực tiếp các cái doanh nghiệp được gặp thủ tướng, được gặp những cấp trên để nói lên những cái nguyện vọng và những tháo gỡ được những cái khó khăn về những vấn đề về thuế, về đất đai. Và bản thân doanh nghiệp thì có được những sự hỗ trợ tối đa từ hiệp hội cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chúng tôi có những cái điều kiện từ những cái thuế rồi là những thủ tục hành chính cũng đã được giảm đi rất là nhiều. Đấy, đó là những cái mà chúng tôi thấy là tạo điều kiện rất là lớn cho doanh nghiệp của chúng tôi giảm bớt được đi những cái nặng nề về hành chính. Kết quả điều tra PCI năm 2017 cũng chỉ rõ, so với những năm trước thì các chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Cụ thể, sau nhiều năm liên tục tăng, thì năm 2017 ghi nhận có sự giảm đáng kể ở 3 chỉ tiêu đo lường với tham nhũng, gồm tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng việc chi trả chi phí không chính thức là phổ biến, chi trả hoa hồng, chi phí không chính thức là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu, và tỷ lệ phần trăm trong tổng thu nhập mà doanh nghiệp phải bỏ ra hàng năm để chi các khoản không chính thức cho cán bộ nhà nước. Nếu khoảng 10 năm trước đây thì có thể cải cách môi trường kinh doanh có thể diễn ra sôi nổi ở một số ít tỉnh thôi, một số tỉnh nhất định thôi. Nhưng mà hiện nay thì đến bất kỳ một tỉnh, thành phố nào ở Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ thấy được những cái nỗ lực, những cái chương trình để cải thiện môi trường kinh doanh. Các tỉnh, thành phố thì đều có một cái nỗ lực rất là lớn để thu hút thêm nhiều dự án đầu tư để phát triển doanh nghiệp. Và đặc biệt là sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 35, trong đấy có đặt ra mục tiêu cho các tỉnh, thành phố là phải phát triển doanh nghiệp để làm sao Việt Nam có được 1 triệu doanh nghiệp đến 2020. Đặc biệt thì thủ tục hành chính được cải thiện. Theo đó thì trong suốt nửa thập kỷ qua, lĩnh vực này ghi nhận có sự cải thiện, chỉ 30% doanh nghiệp cho biết phải dành trên 10% thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật. Bên cạnh đó thì 72% doanh nghiệp tại tỉnh cũng đánh giá các cán bộ công chức giải quyết công việc hiệu quả. 52% doanh nghiệp cho rằng thủ tục giấy tờ đơn giản và 92% cho biết phí và lệ phí được công khai. Đây đều là những con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Là chúng tôi về mặt thủ tục hành chính đối với các đơn vị thì chúng tôi đã có một trung tâm, các trung tâm sẽ đi lo tất cả các thủ tục đó và chúng ta không làm cho doanh nghiệp phải hoàn bổ sung hồ sơ quá một lần, nghĩa là chúng tôi xem tại chỗ và hướng dẫn tại chỗ hoàn chỉnh thủ tục và sau đó doanh nghiệp đi về và chúng tôi hoàn thành thủ tục đó.
Đó, và nếu doanh nghiệp có nhu cầu chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện để doanh nghiệp nhận. Thì cái đó là chúng tôi đã kết hợp với cái phần bưu điện đã thực hiện tục đó. Riêng đối với đăng ký kinh doanh thì chúng tôi đã rút ngắn thời gian, ví dụ quy định hiện nay 3 ngày thì hiện nay chúng tôi thực hiện khoảng 1,25 ngày, ví dụ thế, là thủ tục ngắn gọn. Và liên quan đến cái con dấu thì doanh nghiệp tự lo nha, nhưng mà nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đến nhận dấu và đăng ký kinh doanh luôn trong thời gian là một ngày mấy đó. Cùng với các địa phương thì chỉ trong một thời gian ngắn đã có nhiều bộ ngành công bố phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ cắt giảm đều vượt khá nhiều so với mức tối thiểu là 50% mà chính phủ đưa ra. Đó là những cái điểm rất tích cực, có nghĩa rằng là cái yêu cầu của chính phủ hiện nay là rà soát và cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Thế thì như vậy, có những điều đó không có nghĩa rằng là chỉ cắt giảm điều kiện kinh doanh, mà có những cái ngành nghề mà toàn bộ điều kiện kinh doanh không cần thiết, thì điều đó có nghĩa rằng là cái ngành nghề đó không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần phải bãi bỏ. Thế thì có một số bộ cũng đã đề xuất, ví dụ như Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch, thì những bộ cũng đã mạnh dạn đề xuất một những cái gọi là cắt giảm cả toàn bộ cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì đó cũng là những cái dấu hiệu theo tôi gọi là tích cực. Những cải cách của chính phủ và các bộ ngành trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay thì môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được tăng. Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới và lượng vốn đăng ký hoạt động của doanh nghiệp liên tiếp lập kỷ lục trong 2 năm 2016-2017 và xu hướng này vẫn tiếp tục gia tăng trong những tháng đầu năm 2018. Dù chủ trương cắt giảm cho doanh nghiệp liên tục được chính phủ kêu gọi, tuy nhiên thì hiệu quả thực tiễn còn nhiều quan ngại, doanh nghiệp vẫn còn nhiều than phiền, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp vẫn còn rất gian nan. Nhiều khoản chi phí không chứng từ, không giấy tờ được kê trong chi phí dịch vụ khi báo giá với khách hàng. Những khoản phí khó lòng giải thích này đã làm đội giá thành dịch vụ, doanh nghiệp rất khó khăn khi đàm phán với đối tác. Những khoản phí này kéo dài nhiều năm nay, và dù không chứng từ hóa đơn, nhưng dường như đang trở thành một khâu không thể thiếu khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục phải tuân thủ. Chúng tôi rất là khó lòng để mà nói khách hàng hiểu. Và đặc biệt gần đây thì tôi làm việc với rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, họ vào Việt Nam. Họ hỏi tôi là tại sao anh kê cái phí đó ra, sao lại có cái chuyện đó. Doanh nghiệp trong ngành khó lòng chịu đựng với mức phí hiện nay. Hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp phải ngừng lại, kéo theo hàng ngàn lao động đã phải mất việc. Gánh nặng phí đang trở thành nỗi lo rất lớn của ngành dệt may. Trong cái đó dục dịch điện tăng, nước sẽ tăng, chi phí vận tải vẫn tăng. Mà giá của ngành dệt may Việt Nam chúng ta thì không bao giờ tăng. Bởi vì càng ngày chúng ta phải cạnh tranh, cạnh tranh càng nhiều, càng gây gắt bao nhiêu thì chúng ta lại phải tính toán đến cái chi phí, giá giảm giá thành đi. Thì đấy là cái mà tôi cho rằng là có ảnh hưởng không thì rõ ràng là ảnh hưởng. Và quan điểm của tôi rằng là Đảng, Nhà nước và Chính phủ nên xem xét, cân nhắc cái này thật kỹ trước khi quyết định cái việc. Không kê chi tiết những khoản phí trên thì có lẽ doanh nghiệp phải chịu lỗ. Nhưng khi kê ra với những đối tác là doanh nghiệp nước ngoài thì các nhà đầu tư ngày càng thấy rõ những mảng đen trong môi trường kinh doanh nước ta. Từ những thực trạng trên, sức hấp dẫn và niềm tin của nhà đầu tư cũng sụt giảm. Tôi hay nói họ là thực sự tôi không muốn kê chuyện đó ra đâu. Nhưng mà đây là thực tế. Nếu mà anh không tin tôi á, hãy cử một người hoặc thậm chí anh đi với tôi đi. Chúng ta hãy đi làm cái việc đó để thấy được nếu không có thì chúng ta có làm được hay không. Một cái vấn nạn của xã hội. Nhiều chi phí ở nước ta đang rất kém cạnh tranh so với các nước. Nổi bật theo thống kê gần đây, chi phí logistics của Việt Nam tương đương khoảng 20,9% GDP. Trong đó, chi phí vận tải chiếm tới 60%, gấp đôi so với các nền kinh tế phát triển. Trung Quốc chiếm 19% GDP, Thái Lan khoảng 18%, Nhật khoảng 11%, các nước thuộc khối EU cũng chỉ khoảng 10%. Con số điều tra của VCCI cho biết, 9-11% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng chi phí không chính thức chiếm tới hơn 10% doanh thu. Một con số khổng lồ đáng quan ngại được đưa ra từ Ban Môi trường Kinh doanh, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Trung ương gần đây, 3.000 tỷ đồng mỗi năm chi phí này. Thực tế, trong rất nhiều khảo sát của VCCI, số doanh nghiệp phàn nàn về chi phí thủ tục để nhận được các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khá cao. Theo một số thống kê gần đây, không đầy 30% doanh nghiệp cảm thấy các thủ tục miễn giảm thuế là dễ dàng. Và còn nhiều chi phí các doanh nghiệp đang gánh là rất lớn và gấp nhiều lần so với các nước. Nếu mà so với những xu hướng tăng nhanh của hàng loạt những cái chi phí khác, thì BOT mà chúng ta thấy qua báo chí gần đây,
rồi là phí logistics của Việt Nam vẫn là cao, phí giao nhận kho vận của Việt Nam cũng là cao so với các nước trên thế giới. Về bức tranh chung thì chúng tôi rất e ngại về áp lực về thuế phí đối với doanh nghiệp hiện tại. Nó sẽ làm giảm cái hiệu quả kinh doanh, nó làm mất cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp về mặt trung hạn và dài hạn, và đặc biệt là nó sẽ tạo ra ít cơ hội tạo ra việc làm hơn cho doanh nghiệp. Vấn đề nhũng nhiễu ở cấp cơ sở vẫn đang là nỗi lo của doanh nghiệp. Sức nóng cải cách ngày càng giảm dần khi xuống cấp cơ sở. Bộ máy mình, cái thượng lãnh đạo của mình đổi mới, đủ quyết tâm, nhưng cái hạ tầng càng về xuống dưới cơ sở, xuống trực tiếp công chức thì càng có những vấn đề nhũng nhiễu. Khi sức nóng cải cách chưa lan tỏa thì gánh nặng phí của doanh nghiệp sẽ còn là một câu chuyện dài. Chính sách cũng chỉ là những khẩu hiệu và sức khỏe doanh nghiệp khó lòng cải thiện. Sự thảo nghị quyết ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện và đang được trình Chính phủ. Dự thảo nghị quyết được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại nghị quyết số 117 yêu cầu về báo cáo rà soát cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây có thể coi là thông điệp tiếp theo của Chính phủ trong cam kết cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp mà Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra trong 2 năm qua. Theo dự thảo, nghị quyết đã dành một khoản mục riêng cho yêu cầu cắt giảm chi phí không chính thức. Đó là loại chi phí phát sinh khi mà doanh nghiệp giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh như thực hiện thủ tục thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, vận tải, lưu thông hàng hóa, thanh kiểm tra. Mảng chi phí không chính thức thì chúng tôi cũng mong muốn đề xuất về các cái giải pháp tăng cường cái sự minh bạch trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, các quy định về các điều kiện kinh doanh, các quy định về kinh doanh, rồi về thanh tra, kiểm tra. Để mà doanh nghiệp có thể có được một cái ứng xử nó rất hợp lý theo đúng pháp luật, chứ không bị cán bộ có thẩm quyền nhũng nhiễu rồi gây ra những khó khăn không cần thiết để mà phải chi trả những khoản không chính thức. Đáng chú ý, mục tiêu trọng tâm của nghị quyết này là cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật do doanh nghiệp, nhóm liên quan đến thẩm quyền của các bộ ngành địa phương. Việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật còn đặc biệt cần thiết bởi sự tác động đáng kể tới giảm chi phí không chính thức và chi phí đầu vào trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, hàng loạt yêu cầu cắt giảm thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục về lương, bảo hiểm xã hội, các thủ tục liên quan đến phí, lệ phí, tiền thuê đất được liệt kê chi tiết với các quy định cần phải sửa đổi trong dự thảo nghị quyết. Tôi nghĩ là trong cái đề án tổng thể như vậy, cần phải tính được cái tác động đối với khu vực doanh nghiệp, đối với từng các cái khoản chi phí, và cố gắng thực hiện cho được cái yêu cầu đặt ra là giảm được cái chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tới. Bởi vì tôi vẫn nghĩ là rất nhiều các loại chi phí kinh doanh ở Việt Nam hiện nay đang cao hơn so với cái mức bình quân của khu vực và thế giới. Hãy bám sát những cái chỉ số đó để có thể có những cái sự điều chỉnh cho phù hợp. Dự thảo chương trình hành động của Chính phủ cũng yêu cầu bộ ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình, bảo đảm quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Đồng thời thì công khai các tài liệu hướng dẫn giải thích tuân thủ pháp luật trên cổng thông tin điện tử, xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân và doanh nghiệp. Cái vướng mắc nhất là của các doanh nghiệp là thực hiện dự án đầu tư là đất đai. Đất đai là một cái khâu quan trọng nhất, mà do đó chúng tôi đã thấy vấn đề đó, chúng tôi đã đề xuất cơ quan tỉnh là đã thành lập các khu công nghiệp và cụm công nghiệp để có quỹ đất sạch cho doanh nghiệp. Đồng thời thì đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp, Đồng Tháp cũng là một trong những địa phương có phong trào khởi nghiệp tốt. Chúng tôi đã sẽ thành lập những cái cụm công nghiệp tại những cái thành phố mà thuận lợi cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có cái mặt bằng sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo doanh nghiệp về các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức các cấp, xây dựng các công cụ hiện đại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của doanh nghiệp và người dân vì hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức. VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp tích cực vận động doanh nghiệp thành viên phản ánh hành vi nhũng nhiễu tiêu cực của cán bộ công chức, xây dựng các công cụ giải pháp hỗ trợ bảo vệ doanh nghiệp thành viên sau khi họ tố cáo, khiếu nại, phản ánh kiến nghị về những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức. Trong quá trình thanh tra kiểm tra thì cần có sự giám sát của bên thứ ba và cần có sự công khai trong các quyết định về thanh tra kiểm tra và kết quả của thanh tra kiểm tra để mà doanh nghiệp
có thể tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời không phải chi trả những cái chi phí không đúng quy định. Đặc biệt để quyết liệt thực hiện nghị quyết, các chuyên gia cho rằng các chế tài sẽ phải được quy định tới từng cá nhân liên quan. Đây là yêu cầu mà dự thảo nghị quyết sẽ đề cập. Vai trò của các cơ quan đánh giá độc lập, vai trò của doanh nghiệp, vai trò của báo chí là cực kỳ quan trọng để nó tạo ra một sức ép, mà sức ép này nó luôn luôn nóng. Lúc đó nó mới thúc đẩy các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân có một áp lực là bị thúc đẩy. Và từ áp lực đối với người đứng đầu này thì lúc đó ông bị áp lực xuống. Và có lẽ nên có một cái thay đổi nữa là nếu ông nào không đạt được kết quả thì chúng ta không nên đi kiểm điểm mà thay thế bằng người khác. Các chuyên gia khẳng định cùng với các nghị quyết khác về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và những giải pháp trọng tâm, cuộc chiến với chi phí không chính thức dù gian nan nhưng chắc chắn sớm có kết quả tích cực. Khi nhiều chi phí vẫn chênh lệch với các nước, số điều kiện kinh doanh bãi bỏ, số hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chưa đạt được mục tiêu đề ra, sự chênh lệch về cải cách giữa các bộ ngành địa phương còn lớn, thì sức nóng của quá trình giảm phí cho doanh nghiệp còn rất cần được lan tỏa. Nếu gánh nặng phí không được tiết giảm, thì câu chuyện phá sản ngừng hoạt động của một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp sẽ tiếp diễn. Vì vậy, Hiệp hội Dệt may Việt Nam mong muốn những chính sách đang làm tăng phí của doanh nghiệp cần được xem xét kỹ lưỡng khi đưa vào áp dụng. Bởi khi doanh nghiệp không còn thì thiệt hại còn lớn hơn khoản phí tăng thêm. Vấn đề tìm ra một cái giải pháp đạo bạo luật để chúng ta nuôi doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp bền vững, để doanh nghiệp mạnh thì người công nhân có công ăn việc làm, xã hội ổn định. Doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp ăn có lãi thì chúng ta thu thuế doanh nghiệp, thu thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Thì hơn là chúng ta thu cái này. Đấy. Mà tới đây mà lại người tiêu dùng mà lại đóng mà phải trả cái VAT đầu vào 12 tiền tiêu dùng ấy, 12% nữa còn thì còn chết nữa. Các doanh nghiệp mong muốn sức nóng cải cách cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp cần được lan tỏa, cải cách phải được thực hiện đồng loạt ở các địa phương, sức nóng phải ở tất cả các cấp ngành để tránh tình trạng thủ tục cắt giảm, nhưng bù vào đó doanh nghiệp phải gánh những khoản phí không tên. Mà tôi tin rằng là với một cái chính phủ sẽ có một cái biện pháp nào đó tích cực để giúp đỡ chúng tôi thoát ra khỏi những gánh nặng. Mà lẽ ra cái điều đó đã phải thoát lâu rồi. Khi chúng tôi có thoát ra gánh nặng thì chúng tôi sẽ bay một cách tự do hơn, thoải mái hơn. Và điều đó thì đồng nghĩa việc là mỗi doanh nghiệp đều bay thì chính phủ cũng sẽ bay lên, đất nước cũng sẽ thăng hoa lên và chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giám sát thật chặt chẽ thì sức nóng mới có thể được lan tỏa, đảm bảo những lợi ích của doanh nghiệp. Mức độ hài lòng thì phải dùng dân giám sát, dùng doanh nghiệp giám sát công chức thì nó sẽ hạn chế và sẽ xây dựng một bộ. Tức là từng nghiệp vụ, từng bộ phận phải có cái kiểm giám sát của doanh nghiệp, của dân. Mức độ hài lòng của ta giống như, nhưng mà mấy anh làm, mấy anh chỉ làm cái tham khảo thôi, còn bây giờ phải làm sâu xuống cơ sở thì như vậy sẽ đánh giá được cán bộ. Những mô hình giảm phí hiệu quả cho doanh nghiệp tại các địa phương cần được áp dụng rộng rãi. Chúng tôi sẽ tìm cách ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các giao dịch giữa chính quyền với doanh nghiệp, kể cả về thủ tục hành chính, kể cả những kết nối, những ý tưởng kinh doanh lẫn nhau thôi, để chúng ta tương tác lẫn nhau. Nghĩa là không phải là động tác, không phải là chỉ là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt doanh nghiệp nữa, mà có sự tương tác với doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng cái ý tưởng sản xuất, ý tưởng kinh doanh, để chúng ta chuẩn bị nó cái tầm nó dài hơn, chứ không phải là đợi doanh nghiệp gặp khó mà mình mới giải quyết. Mà doanh nghiệp chưa khó, chúng ta cũng phải cùng nhau lường trước những cái rủi ro để cả hai bên đều chuẩn bị, doanh nghiệp chuẩn bị như thế nào, chính quyền chuẩn bị như thế nào. Thời gian tới, nếu sức nóng giảm phí được lan tỏa, thì hiệu quả thực tiễn về cải cách của chính phủ mới có thể đi đến doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh sẽ có những bước tiến vượt bậc. Kinh tế Việt Nam nhiều triển vọng khả quan. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.